chào các bạn ha. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cách thay pin CMOS cho các dòng máy đeo của bạn mình, chuyên gia sửa laptop. Bạn ấy là có một cách rất là hay, đỡ tốn mở men, mở bàn phím, cực thư bát mấy dòng đeo này nó hay hơn lắm. Thư bản lề, thư bản lề đồ mấy dòng đeo này các bạn. Nên bạn ấy chia sẻ một cách rất là đơn giản, chỉ cần mở một cái nắp RAM vô cứng đó thôi, là với một cái máy đó. Các bạn ơi, đấy các bạn đợi tí đi, sẽ lòi đó đó, các bạn thấy không? Thấy không? Cái cục pin CMOS đó, đó là dùng vô. Chết rồi mày. Rất đơn giản đó các bạn. Còn miếng nữa. Miếng làm gì nữa? Còn miếng đó, còn cái miếng này thôi. Vừa thấy. Quá là tiện. Thay pin CMOS chuẩn nhất của năm 2020, chuyên gia về laptop đã chỉ cho mình cái cách thay đó, các bạn thấy không? Đơn giản, đỡ mất công. Cào để cho nó tiếp xúc cho tốt. Quá đơn giản, quá đỉnh, đỉnh nhất của 2020. Cái nắp đâu, lại giúp cái nắp coi. Tần ra rồi, đóng nắp lại. Cái lớp vai cho đầy đủ. Đó. Vậy có phải là nhanh hơn không? Đó. Nếu các bạn mà thay pin CMOS đó, là mở cái nắp này ra xong rồi lật cái này lên nữa. Dòng đeo này là dòng đeo gì đây? Đeo Inspiron 15. 15 14. 15. Cái đây mà hãng đeo mình đã nhìn nó khóc thét luôn á các bạn. Nó nhìn cách bạn mình thay mà bị chiếm mất như này là nó khóc thét luôn đó. Nó khóc thét luôn. Nó kêu pro quá. Đó, đang đi rồi các bạn, thêm mở cái nắp. Đây ơi. Mở cái nắp này lên nè. Các bạn mở cái nắp này lên, các bạn mở bàn phím ra, mở cái nắp này luôn. Mở bàn phím ra trước nè. Rồi các bạn mới bỏ ốc rồi hết, mở cái men ra luôn mới thay được cục pin CMOS. Còn bạn mình đã làm lại là cách mà không cần mất thời gian lắm. Bây giờ thay vì tốn 20 phút, bây giờ tốn có 5 phút thôi. Rất là đơn giản. Chưa được 5 phút nữa. Thôi mình xin tạm dừng video tại đây nha. Chúc các bạn có một cái kinh nghiệm thay pin CMOS coi cái dòng đeo mà 15 mAh hả? Inspiron 15. Rồi ok. Cảm ơn các bạn.